Dạ, TV256 xin mến chào quý vị ạ. Trên màn ảnh đó, quý anh chị em thấy đó là anh Nguyễn Công Nghiệp nha. Mời anh Nguyễn Công Nghiệp gửi lời chào quý khán thính giả của đài TV256 ạ. Dạ, xin chào đài TV256 và toàn thể bà con trên thế giới và ở Việt Nam ạ. Anh Nghiệp, anh có thể anh kể cho quý khán thính giả là anh là con của ai? Dạ, là tôi là Nguyễn Công Nghiệp, là con của bà Nguyễn Thị Thu Nương, là dân oan đi kiện gần 20 năm ở nước Việt Nam. Đó, đi kiện 20 năm. Là cái sự việc là hôm nay là tôi lên đây là tôi muốn trình bày một cái sự việc, đó là ngày thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2019 là tôi với má là Nguyễn Thị Thu Nương có đi cùng với một số người là dân oan đi kiện lên đại sứ quán Mỹ á, là kêu cứu, là đòi quyền lợi, là đất bị đai bị thu hồi. Là khi mà cái đoàn người đó là đi vô trong cái đại sứ quán, đi vô trước cổng đại sứ quán thì tôi không có nhập đoàn mà tôi chỉ đứng ở xa, đứng ở ngoài. Tôi cầm máy quay cho đoàn người bị tên đó, thì bị một số anh công an, anh đó là chặn lại hỏi và đòi giật điện thoại của tôi. Có một bác trong cái đoàn người đã thấy vậy á, thì lại là can ra là không cho cái người công an đó là dắt tôi đi. Thế và trong cái lúc xô xát thì có 8 người công an nữa là nhào vô, là khống chế, là bẻ tay đạp lên cổ tôi này, xong là cái chán là chà xuống nền, đạp cổ là cái chán chà xuống nền nên là nó bị đây rồi tay rồi tay cháu đâu tay cháu chứ tay đây. Dạ. Đó. Rồi đó, bẻ tay ra sau rồi đè cháu xuống đền. Đó là cháu sợ quá là cháu vùng ra cháu chạy. Là cháu mới chạy lên được một bậc cao đó, là cháu là hết đường chạy rồi. Là cháu định nhảy xuống dưới đó. Là cháu sợ quá mà. Tại vì cháu không có làm gì nữa tội mà tự nhiên công an ùa vô vậy là gây áp lực cho cháu, là khống chế cháu, là đánh cháu. Có một số người mà khi mà cháu lên cái bục đó cháu đứng rồi mà người ta kéo nắm quần cháu kéo xuống này, kéo xuống là đè cháu xuống nền này, rồi là có một số người leo lên dậm lên người cháu nữa, kẹp cổ cháu rồi lấy đầu gối là ấn lên lưng cháu, đè cháu xuống nền vậy đó, rồi cầm tay cháu rồi dẫn lên xe, dẫn cho phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội ấy. Qua cái hình ảnh mà bác thấy đó thì cái bục đó nó cũng khá cao phải không? Mà ở dưới là xi măng phải không? Dạ, cái ở dưới là cái đường hầm đi xuống hầm gửi xe á. Ồ, xuống hầm gửi xe hả? Dạ. Rồi nếu mà cháu nhảy xuống thì có thể chết không? Chắc chắn là phải bể đầu đó. Chắc chắn phải bể đầu chết đó hả? Dạ. Mà sao cái tình trạng đó bác thấy là vô cùng nguy hiểm đó, tại vì cái hình ảnh bác thấy rõ như vậy mà họ lúc đó rồi họ lôi cháu xuống rồi họ đánh đập. Dạ. Rất là nguy hiểm luôn đó bác. Dạ. Rồi bây giờ đó ở trong đồn công an đó thì họ đã nói gì với cháu? Họ dạ, sao ạ? Đồn công an đó họ tra vấn cháu như thế nào? Là khi mà dẫn cháu về đồn như thế thì có một số anh công an mặc thường phục là ở đó sẵn rồi, là khi cháu về tới nơi thì cầm cháu vô một cái thanh sắt, ngồi lên cái ghế đó là một số anh công an là hăm dọa, nói những lời mà là mang tính chất là gây áp lực cho cháu, gây hoang mang lo sợ cho cháu. Họ có nói những lời thô tục không cháu? Cháu cứ kể ra cho mọi người nghe đi. Dạ, cháu xin phép cháu kể là khi mà cháu về đồn đó, có một công an là lấy điện thoại của cháu là xem xong rồi bắt đầu là chửi cháu, là địt mẹ mày bữa nay bên đây mày xuống đường mày biểu tình hả, rồi mày quay hả, rồi nói những cái lời khác nữa là hâm dọa cháu, thế là cháu hoang mang lo sợ. Cháu cứ nói thẳng ra đi, cháu cứ nói thẳng dạ. Tất cả những cái lời hâm dọa như thế nào đi. Là chửi cháu là đủ má đủ mẹ, rồi
mày đi theo cái đoàn người đó rồi rồi mày quấy rối, mày kiếm tiền, rồi mày bôi xấu, rồi mày mày nói cái nhưng thực chất là cháu lại đi đòi quyền lợi, chứ không phải là cháu mang tính chất là cháu đi biểu tình hay là đi đi phá rối gì hết. Và bây giờ đó, sau cái khi mà xảy ra sự việc như vậy đó, thì cháu thấy cái đây là cái lỗi của ai vậy? Và trước mắt là lỗi của công an chứ, cháu đâu có làm cái gì đâu mà tự nhiên nhào vô vậy, là giống như là cháu một tên tội phạm vậy. Cháu chỉ cầm cái điện thoại cháu quay quay cái đoạn người đó thôi, chứ cháu không có hô hào hay là cháu chống đối hay là cháu chút chột cung cấp cháu buôn heroin hay là ma túy gì hết, mà nhào vô là khống chế mà làm râm 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 vậy đó. Cháu rất là hoảng sợ, cháu mới chạy lên cái bục cao đó đó, cháu buồn ra cháu mới chạy lên cái bục cao đó đó. Cháu thấy rằng là cháu có quyền được quay phim không? Dạ, tất nhiên là được chứ, người dân mà mình có quyền mình quay phim, mình giám sát những cái hành động của công an, nó lỡ như là nó bắt mẹ cháu đi sao, rồi sau này cháu lấy bằng chứng đâu là công an bắt mẹ cháu đi, là lúc đó là cháu không biết kiếm mẹ cháu ở đâu hết. Cháu phải quay quay xem là má cháu có vấn đề gì không. Bây giờ bác muốn hỏi cháu đó là sau cái sự việc xảy ra đó, cháu thấy cháu có giận những người công an mà đã hành xử thô bạo với cháu không? Cháu nghĩ là có chứ, giận chứ, tại vì mình không làm gì hết mà người ta là đối xử với cháu như vậy. Cháu rất là hiền, xưa giờ cháu không có đánh đập ai hết, mà hôm nay công an nó làm vậy là cháu rất là sợ, cháu sợ công an luôn á, đối xử cháu rất là sợ. Thì ngoài cái lỗi của những người công an ở đó, ngoài ra thì cháu còn nghĩ rằng là cái lỗi của ai khác nữa không? Là lỗi của cấp trên, lỗi của những cái người lính đó, người công an đó, là ông Tô Lâm mà Bộ trưởng Bộ Công an, mà là giáo dục dân không, giáo dục công an không có tốt, để công an đối xử với dân như vậy, hành xử với dân như vậy như là một người bình thường mà đối xử như là một tên tội phạm vậy. Là cháu quy cái trách trách nhiệm chính là phải là Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an không? Đúng vậy phải không? Dạ đúng rồi ạ. Là Bộ trưởng Công Vì an phải chịu trách nhiệm với cái hành vi của những người nhân viên cấp dưới của mình phải không? và từ cấp thành phố về tới cấp địa phương, ở nơi cháu cũng vậy nữa, cũng cướp tài sản của cháu, đi kiện mà giữ xe nhà cháu là ghi vô cái biên bản là không đi kiện nữa thì trả lại xe trả lại tài sản như vậy đó, đừng nói chi mà ở ngoài đề thành phố đây. Cháu có nghĩ rằng là công an có quyền nói chuyện mà thô tục đối với người dân không? Là cũng như là đụng má, đụng mẹ, rồi địch mẹ mày không? Cháu có nghĩ Dạ rằng công an có công quyền như an không vậy có được không? quyền như vậy. Dạ không ạ, à, công an là phải gần dân, phải thân thiện với dân, mà những người này là coi dân giống như là kẻ thù vậy đó. Thấy là đánh đập được là đánh đập, là khống chế thôi. Mà cháu cứ nghĩ rằng là công an đại diện cho dân đó là phải lễ phép với dân không? Và trước khi mà cái sự việc ngày hôm qua nó xảy ra thì cháu nghĩ công an rất là thân thiện, là bảo vệ dân. Nhưng mà khi mà ngày hôm qua nó sự việc nó xảy ra như vậy thì cháu phải thay đổi suy nghĩ thôi. Công an rất là ghê, cháu sợ, tới giờ cháu vẫn còn sợ mà. Mà họ có đập bàn hay là họ có hét lớn không? Cháu nhớ không? À, họ không có đập bàn, không có hét lớn, nhưng mà họ nói những cái câu mang tính chất là hăm dọa cháu, có nghĩa là làm cho cháu lo sợ, là khi đó là người ta nói gì là mình phải nghe theo đó, nói gì là Yeah. làm đó, mình không có chống đối vậy. Không biết là hình như là bác thấy cháu không có kể ra nhiều cái vấn đề mà hăm dọa đó. Cháu nhớ hăm dọa như thế nào không? Cháu suy nghĩ cho nhớ. Tại vì cái lúc đó sự việc là nó xảy ra nó tại lần đầu tiên cháu bị công an còng về phường là cháu cũng sợ lắm, nên là cháu cũng không họ nhớ nhiều. họ có họ có thể dùng ánh mắt hay là họ chỉ tay hay là họ nói một cái lời nào? Có là họ trừng mắt cháu, trừng mắt họ nhìn cháu kêu họ chửi địt mẹ mày chống đối hả, địt mẹ mày quậy hả, mày mày đi quay phim hả, rồi rồi nhìn cháu giống như là muốn ăn thịt cháu vậy đó, cháu sợ lắm, cháu Rồi sợ bị đánh.
rồi là cháu không dám nói gì đó. rồi rồi cho bác hỏi cái còng số 8 á, cái còng số Dạ 8 nó có còng chặt vô cái tay của cháu không? có chứ, nó siết chặt vô tay cháu luôn, giờ cháu vẫn Khốn còn thấy nạn, đau khốn đây. nạn. Dạ cái cái siết cái chặt vô đây cái luôn. cho cháu Nghiệp, cháu đưa cái tay lên cho quý quý khán thính giả xem thử coi nó có cái vết không, nó có cái vết còng không, không cái vết Cái còng tay, tay kìa, cái vết còng dạ tay cái nè tay đây có đầy không, còng đây, nó còn bầm đen đây, nó còn còn bầm bầm phải cái chỗ không? này đây, giờ nó vẫn Rồi còn đau trong trong xương á. rồi, nói thật Dạ với cháu á, thì bác cũng đã từng bị công an nó còng, công an nó còng đó, thành ra bác mới mới rành về cái còng số 8. Nó còng hai tay bác đó ở đằng sau đó mà nó siết chặt vô đó. Cái còng số 8 đó nó chỉ cần bấm mạnh vô đó là nó siết chặt vô là máu nó không có lưu thông được. Máu nó lưu thông được mà bác sẽ chịu cái cảnh đau đớn vô cùng, là lúc đó bác la, bác chửi nữa đó. Bác chửi thẳng nữa. Bác còn nhớ cái câu của bác nói đó là các anh là giải phóng, các anh nói các anh là giải phóng người dân mà bây giờ các anh còng một người dân vô tội như thế này. Trời ơi, bác la rồi là nát cái phường đó luôn. Nó dẫn bác vô trong cái nhà giam đó, rồi nó đẩy vô trong đó dán với chuột không à. Đúng Dạ. không? Lúc đó bà xã của cháu đó, bà xã của bác đó vào trong đó thăm bác đó, rồi là mua hai ổ bánh mì đó, bác đó thì thiệt bác quăng hai bộ bánh mì vô cho dán với chuột luôn. Bác không tha mắng. Bác nói bây giờ Dạ. bác không nói thật, bác biết là cuộc đời của bác sẽ chết thôi, thành ra bác nói bây giờ ăn thì trước sau cũng chết thôi, thà để cho chuột với gián ăn thì không ăn, nhất định không ăn. Dạ. Mà rốt cuộc rồi chính vì mà sự mà làm dữ của bác đó thì cái tên mà công an ở trên lầu nó mới chạy xuống, tại vì bác la quá mà các anh đối xử với người dân mà các anh còng như kiểu này thì máu nó bầm hết rồi. Thì đó nó mới gỡ cái còng số 8 ra, rồi nó mới còng còng cái tay của bác, rồi một tay thì còng một cái còng kia thì còng vô cái thanh sắt giống cháu nói đó. Dạ đúng rồi. Thành ra nó mở rộng ra thì lúc đó bác mới khỏe thôi. Nghĩa đó rất là tàn nhẫn đó. Cái còng đó, là bác nhớ rồi suốt đời luôn. Cái tay của bác về nó bị cũng bị rồi là tím hết trơn á. Nó vết vết hoằn tím hết, thì hôm nay cháu bác muốn hỏi như thế thôi. Rồi bây giờ cháu muốn rằng là nói cái gì với tất cả mọi người trên cộng đồng à? Và trước mắt là cháu xin cảm ơn đài 256 đã TV256 đã cho cháu được lên cái clip này, cái diễn đàn này để cho những người dân ở hải ngoại và cũng như trên toàn thế giới biết được cái sự việc nó xảy ra như vậy. Và cháu cũng muốn nhắn cho ông Tô Lâm là ông về ông dạy lại lính của ông không đối xử với dân như vậy. Dân người ta đi biểu tình đòi quyền lợi, đòi lại đất đai mà mấy người đối xử như tội phạm như vậy thì ai dám đi biểu tình nữa, ai dám đi đòi đất nữa. Đấy. TV256 cũng cảm ơn quý quý vị đã lắng nghe cái cuộc phỏng vấn này. TV256 xin chấm dứt ngay tại đây.